sorry. A lot of people focus on national, I've worked on passing laws related to voting rights, to civil rights, to getting, yesterday I was actually far from here in Newport News with the governor, and he signed a bill that we worked on that created an office to handle help with student loan debt. You go to college, you get a lot of student loans, and you can't pay it back, or if you're getting high interest rates, and you're getting called into collections. There's now an office in Virginia that will help you navigate that and to reduce your student loan debt. So that's something that we worked on and the governor signed it yesterday. Okay, we ask question doing. You can find the office. Get the office number. So all of this is because we want to make sure that lawmakers make decisions, whether it's on education, on healthcare, around anything, that they think about us too, how it affects people like us who come to America new. So last, just by way of introduction, our current governor of Virginia, I served on his transition team and I advise him on policy related to elections, related to healthcare, and related to education, immigration issues. And there's so much power. I think the idea here is to think about ways to be more involved and get my kids more involved. My favorite story I like to tell about the Asian community in Virginia and how it impacts policy. 4 years ago in 2014, the most controversial issue that Virginia was whether or not to rename the Sea of Japan into the South Asia Sea. And it was the Korean community who wanted the name change, and the Japanese community who said, no, the Sea of Japan is the Sea of Japan, right? And it was controversial because the Korean community, the year before, voted in high numbers. And so every lawmaker in Virginia, Republican and Democrat, wanted to make the Korean community happy, right? So they wanted to change this name, and a bill was introduced, and it was a controversial issue where the embassies got involved, and it was crazy. And so that just shows you that if we vote or if we become involved, if we talk to our lawmakers, they actually will listen to us a little bit more. And when it comes to our children, one of the best programs that I think Virginia has, and I see it every day, I'm in Richmond, the General Assembly, when they're in session every day, is this PAGE program. So 13 and 14-year-old kids, I'm looking at them, and wants to learn more about state government. There's a PAGE program that is authorized by the state and authorized by the school, where the child can come to Richmond and spend the entire session down there with the class. And they get to see how the Senate and how the House of Virginia works. They live there, they go home on the weekend, they have a teacher that spends like direct time with them, so they're not missing school. So it's a rigorous program. But if your kids are interested in it, you might want to send your kids. Every senator, there are 40 in Virginia, and every delegate can nominate somebody. And there's a PAGE program. Oh,
Okay. Bây giờ bây giờ hiểu hay không có gì chị trên tại chị khác. Không hiểu. Dạ. Có hiểu thì bây giờ tóm tắt lại mấy cái gì okay. Long. That was yesterday. Alone and then student loan. Yeah. Any kind of loan, other loan. Well, right now with student loans, but if you have other loans that you have problems with, there's probably an agency in Virginia that can deal with it. The other big thing, legislation. It depends on your situation. That's why we created an office to help you navigate. I'm not talking for me, I'm talking for Yeah. So we created an office to navigate. The problem is that student loan debt is probably one of the biggest problems in Virginia. I think it's all over the United States. Yeah, it's all over the United States. And in Virginia, it's one of the, like, there are 60% of people with, I think, I can't remember the exact number, but millions and millions of dollars of student loan debt. Con mình mới đi học, mình cần student loan thì ví dụ họ có giúp đỡ điền đơn rồi này kia hay không? Not our organization, it's the state agency. We just created an office that helps do that. So I didn't lie. So I guess the confusion here is like I'm talking about how you can have issues that you might care about, right? By getting involved in. Politics, government, and whatever, however you want to call it, but you, like if there's a special issue that you care about, there's a way that we can get them introduced and have them deal with it. For example, like when the Korean community wanted to rename the Sea of Japan in all of Virginia's school books, they won that fight because the Korean community came down to Richmond every day during government dedicated to their legislation. Virginia last couple weeks ago just passed Medicaid expansion. So in Virginia, if you make, as an individual, $16,000, more than $16,000, you're not eligible for Medicaid. So we fixed that. A couple weeks ago, we fixed it. We closed this gap in health insurance in Virginia. So starting next year, January 1, families who don't qualify for Medicaid right now, but make a little... but don't make enough money to pay for their own health insurance through the Obamacare. So I'll send that, maybe I'll send that. It's pretty complicated. Thì mình có cách để đi xuống Richmond để mình làm mấy cái chuyện đó. Thì cái office của cổ là lo chuyên môn về mấy cái vụ đó. Thì mấy cô mấy chú các chị biết là mình qua Mỹ á, Việt Nam mình từ 75 tới giờ đó là qua rất là lâu. Việt Nam mới dùng về DC Maryland á, là hơn 100.000 người, nhưng mà nói thật sự chưa tới 10.000 người đi bầu. OK, nên vậy á, mình phải, tại vì mình nếu mà mình đã cứu uống sạch rồi đó, cái trách nhiệm của mình là phải đi bầu để khi để nếu mà sau này mà có cái chuyện gì mà ảnh hưởng tới cái community của mình á, thì mình có thể lên tiếng, mình có thể tới mình nói với họ, ví dụ nhiều giống như là bây giờ trong trường đi, nó treo cái cờ gì cộng nha, mình có thể tới đó nói với nó là đem xuống. Thì cái chuyện đó xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình không đi bầu, mình không có get involved vô mấy cái chuyện đó, thì sau này mình cần thay đổi cái gì đó thì sẽ không có không ai nghe mình hết á. Okay. Rồi cũng có nói đó là trong năm nay Virginia đó nó có cái Medicaid expansion là sao. Hồi đó giờ đó Medicaid đó ở Virginia nó chỉ dành cho những người nào dưới 14 tuổi hay là những người nào mà bị tàn tật, còn low income không có đủ. Nhưng mà bây giờ đó cái luật mới nó ra từ tháng 1 năm 2019, những người nào mà làm dưới cái lương, ví dụ một người là 72.500,
hai người là dưới 16 ngàn á thì mình có quyền có Medicaid. Tại vì từ hồi Obamacare ra đó là Virginia đó nó bị cái tình trạng mà lỡ mình làm dưới 12.500 nếu mà mình là single, mình không có ai giúp mình hết á. Ví dụ nhiều khi mấy bác mới qua Mỹ rồi này kia, hay là ở đây 3-4 năm nhưng mà không có việc làm thì mình phải mua bảo hiểm ở ngoài thị trường, đúng không? Thì bây giờ 2019 á, thì cái đó nó thay đổi. Giống như bên Maryland á, là coi như là nếu mà mình cái số tiền đó, mình có quyền xin Medicaid, ok? As of right now, okay. Thì bây giờ đó, tại Bảo biết là bên Maryland đó, mình phải ở Maryland 3 năm mình mới xin Medicaid được. Thì bây giờ đó, cái luật này ra có thể là mình không có cần phải ở đây cái thời gian lâu như vậy. Thì họ đang làm mấy cái luật đó, thì đầu tháng 1 đó, là Virginia về bảo hiểm á, nên nếu mà làm dưới cái tiền low income đó thì mình có quyền xin Medicaid nha. Không có income hả? Vẫn xin được nếu mà nó có Medicaid, nó có cái Medicaid thì vẫn xin được. Thì ở đây BPSOS họ cũng giúp về mấy cái vấn đề Obamacare. Bảo cũng giúp cho rất là nhiều người về mấy cái vấn đề đó. Nếu mà có ai cần giúp thì có gì cho tụi này biết. Ok, còn về mấy cái luật lệ nó ra đó thì tụi này sẽ follow up rồi sẽ cho mọi người biết tới lúc đó. Nhưng mà cái tin này rất là tốt, là tại vì hồi đó giờ là chi nha, trời ơi, Bảo gặp rất là nhiều người khách. Tại Bảo khách Obamacare của Bảo là hàng ngàn người đó, mà gặp nhiều khi mấy bác làm low income xin không được. Mà bây giờ nếu mà nói mà 50 tuổi trở lên mà mua một cái chương trình mà 3.000 hay là 4.000 thì deductible là 600-700 một tháng, đó có mua nổi. Nên vậy cái tin này rất là mừng. Nên những thứ mà mọi người ở đây nghe thì cho bạn bè biết đi, là sau năm sau đó là coi như là đầu tháng 1 á là mình có quyền xin Medicaid. Ok. Một cái nữa thì sau này nếu mà con mình là council senator
có một cái chức vụ vậy đó, giúp đỡ cho cái cộng đồng mình rất là nhiều. À, để con hỏi anh cái chính trường đó phải gọi là Governor's School. It's not Governor's School. There is a Governor's School. This is a special program that only in the whole state only 150 kids. Ai mà muốn vô đó thì gọi cho cổ sẽ giúp mình để đi chỉ mình cách mấy cái thủ tục để mình vô được chương trình đó, mà nhớ là miễn phí nha. Cái này coi như là nó học nó ở lại đó, kiểu như là nội trú từ thứ 2 đến thứ 6 rồi cuối tuần nó về. Okay. Thì, cái chương trình đó là lúc mà mình đưa con mình đi đó thì họ sẽ ở đó 5 ngày cuối tuần đi về. Đó thì 2 tháng thì sau đó là họ sẽ hiểu rằng cái government của Mỹ nó làm sao rồi làm việc mỗi ngày. Đó tới lúc đó thì rồi lúc đó sẽ quen gặp rất là nhiều người tại Hải Châu, cũng Hải Châu mới có con nước cùng tuổi. Phải đúng 13, 14 tuổi. Thì cái này rất là tốt, tại vì chúng ta cũng trả cho cái số tiền đó cho mình. Thứ nhì là con cái mình có thể học về những cái cách mà Mỹ nó làm việc về luật pháp từ này kia. Đó, thì nếu mà sau này có interest thì phải nhớ nha, họ vô trong đó họ gặp rất là nhiều senator. Họ gặp rất là nhiều người, nếu mà thật sự mấy người đó mà họ thấy thích con mình hay là con mình thích về cần đó đó, thì mình có cái connection trước rồi, mình đã quen biết rồi, thì nếu khi mình đi vô cái trường nào mà liên quan về cái đó đó thì mấy người đó có thể họ gặp biết con mình luôn, thì đã quen con mình rồi. Anh nói là cái trường nào họ đã có cái đáp án là lúc đi đi lên đại học hay là sao? Lúc đi học á thì lúc đi học lên đại học là bây giờ vô trong đó thì là đi học là học về cái cách mà họ làm những cái luật của nước Mỹ rồi này kia, rồi mình quen luôn những cái người senator đó, rồi sau này mà mình ra khỏi trường đó, mà thí dụ mình muốn đi theo cái ngành đó đi, khi mà mình học lên coi như là học lên 4 năm hay là đó, thì đương nhiên thì đến lúc đó thì mình cũng đã có cái connection, mình cũng quen biết mấy người đó, mình cũng có là mình đã đi vô một cái chương trình đó rồi, nó giúp mình vô cho cái ngành đó better hơn thôi, mà cái này là miễn phí nữa. Hơi chút xíu related to this, nhưng mà nếu mà con mình lớn lên, nó tầm 18 giờ là 13, 14 tuổi, nhưng mà con mình lớn lên nhưng mình muốn nó đi học hè hay là mình muốn nó làm việc cho mấy người senior hay congressman, mấy anh mấy chị thấy Carol hồi sẽ hôm qua giờ mình có news á, Carol used to work cho intern cho congressman. So nếu mà mấy anh mấy chị interested in that cho con mình có thể hỏi Carol. Oh yeah. I have a question. Is that best program is for everybody in different states, or you have to be in Virginia? So the program I'm talking about is the Bay of in Virginia. No, because I have a friend living in Virginia. So Virginia's two U.S. senators. There are 40 state senators and 100 state delegates that you also Cái này mình sẽ làm một cái bàn đó mà anh chị mà có đưa email hay là có cái phí
nói chuyện ngày hôm nay. Hay là Caroline đang với con anh mấy chị bên kia về sao về team đó. Là mình sẽ post ở trong cái Facebook group đó. Thì nếu mà anh chị nào mà khi mình sign up mình chưa có đưa cái email hay là cái Facebook mà mình có thể mình đưa cho tao hay em để mà mình cái đó nè. Với cô Trâm cô cũng có một chút đích cả nếu mà hai mấy hạng sử mà có con 13 tới 14 tuổi mà muốn vô cái chương trình này đó thì có gì đây lấy cái information của cô mà cô sẽ email ra đó rồi các bạn sẽ có thể cô nói cái chương trình mà đầu tháng 7 này bắt đầu về mấy cái student loan á thì cô cũng sẽ gửi chi tiết về cái đó tại chắc ở đây cũng có mấy đứa bé nó sắp đi college thì đại học kia đó thì mình nên nhờ mấy cái chỗ đó để giúp đỡ. Medicaid expansion là chỉ có năm nay là đầu tiên mà Virginia có, hồi trước giờ không có. Ok, mà cỡ tháng 11 đó họ sẽ ra những cái giá cả, ví dụ mà bây giờ mình có một người có thể năm vừa rồi là 12.550 đi, năm nay có thể lên tới 12.600 hay 700, mỗi năm nó đều lên, thì tới lúc đó mình mới biết về cái điều kiện nào là mình mới qualify cho Medicare. Phải nhớ là ví dụ nó 12.500, hai người trong gia đình cứ cộng 4.000 vô, ba người cộng thêm 4.000 là biết là cái qualification của nó. Thì Bảo nói đó, Bảo cũng giúp nhiều về Obamacare, thì Mai Tâm ở PLCOS mọi người cũng giúp về cái đó, nên vì ai mà cần bất cứ gì tới lúc đó tụi này sẽ giúp. Ok, nhưng vợ chồng chính thức làm giấy tờ chung, ở chung, khai thuế chung thì phải khai hai người, không có khai riêng được. Ok, tại nhiều người họ nói trời ơi bây giờ vợ tôi làm tôi không đi làm thôi, bây giờ tôi khai riêng không được nha. Nhưng mà một người đã 65 tuổi rồi, còn một người chỉ có 59 tuổi. Nhưng mà bây giờ cái người 65 đó có qualify cho Medicare hay không? Medicare là khác nha, Medicare là mình phải làm ở xứ Mỹ là 10 năm thì cái người đó qualify cho Medicare, thì bây giờ người kia có vẫn có thể xin Medicaid. Ok, miễn là cái tiền lương của họ hai người có thể dưới là 16.500, nếu mà không dưới vậy it could be higher. Okay. Is that so in Virginia 400,000 people fall into what we call the coverage gap, meaning they aren't too low income to get Medicaid right now, but they don't make enough money to afford health insurance on their own. So if that's probably the situation you're in. So we, with the expansion, we're covering 100% of people. Tại hiện tại giờ đó, hiện tại giờ ở bên Maryland á, nó có cái Medicaid expansion.
cái tiền lương cho single ở bên Maryland là 16.300 đó, around that amount. Hai người là phải 21.000 nếu mà họ làm dưới cái đó. Thì có thể lúc mà tháng 11 ra cái tiền lương đó, nó sẽ set around cái amount đó. Phải nhớ là Medicaid mình xin là chỉ ngoài ra là tiền lương mình dưới cái số tiền đó thôi. Nếu mà hơn số tiền đó mình còn Obamacare hay là Trumpcare, who knows, we will see. Okay. Yes, it's about 138. They look at your tax return. It doesn't buy, doesn't matter who makes it. Okay, your household income, you have four people. If the parents don't work, the children work, they count that income. So it doesn't matter who makes the money. Cái này là nhìn vô cái giấy thuế của mình. All of this is tùy theo cái giấy thuế của mình. Vợ chồng hai người làm, một người làm, sao không thành vấn đề, nó chỉ nhìn coi cái income của mình thôi. Là nó cho mình bao nhiêu tiền để trả cho tiền bảo hiểm. And you guys also remember cái chương trình Obamacare đó, nó không có bán insurance, nó chỉ là chương trình cho tiền mình để mình mua bảo hiểm thôi. Rồi sau đó mình lấy cái tiền đó để mình chọn cái bảo hiểm. Ok, so nó cái này nó dựa vô cái income thôi, chứ không có cần biết là ai đi làm ai không đi làm. Ok, good. I'll send you details on the on the expansion of Virginia, because it's different than other states. There is a work requirement. There are a couple of things in there. So it's not going to cover everybody in Virginia, but I'll make sure that you have all the details. That's crazy. Yeah, phải nhớ nha, cái tiền lương á là đón theo cái tiền lương của 2019 nha. Chứ không phải cái năm vừa qua nha. Nhiều người họ hay quên cái đó, họ nghĩ ủa thôi giờ tôi làm năm vừa rồi tôi làm như đó để tôi khai như đó. No, tại mình xin tiền họ chính phủ cho trả cho bảo hiểm cho cái năm 2019 thì nó chỉ muốn biết cho 2019 mình làm bao nhiêu thôi, chứ nó không cần biết 2018 nha. Ok, so keep that in mind. Mấy cái program mà chị mới vừa nói đó, mình có thể loan báo cho những người khác và biết không? Yeah, of course. Please. I thought that all of you are traveling. Anybody else with other questions? Well, cái đó, okay, ảnh hỏi coi bây giờ nếu mà giờ mình muốn vô Medicaid á, mình có cần phải ở đây bao nhiêu năm hay không? Thì hiện tại bây giờ đó, cái luật đó thì họ sẽ cho mình biết chắc vòng cỡ tháng 11, around November. Okay. I'm on the advisory committee that's pulling everything together. So hiện tại giờ họ chưa biết, nhưng mà bảo biết hiện tại bên Maryland á, là mình phải ở Maryland 3 năm mình mới xin được cái Medicaid. Okay, so they might use that also, so but we don't know yet. Okay, để lúc đó thì tụi này sẽ cho biết cái điều kiện là sao mình ở đây một năm hay là mới qua Mỹ là mình có liền, you know, tiêu cho hết đi. Ok, một chút xíu nữa, đợi chừng 3 giờ nếu mà chị giao được cái xe chờ với 3 giờ đó thì sẽ có cái nhỏ nhỏ như vậy thì Đức sẽ nói chuyện với đi theo về sẽ có thể trả lời mấy chị mấy câu hỏi nhiều hơn về ACA và Obamacare. Bảo mỗi năm Bảo tổ chức cái hội chợ Việt Fest, có ai có nghe tới Việt Fest chưa? Yeah. Ok, thì năm nay đó Việt Fest là tháng 8, 11, 12 tây. Ok,
ở Tyson Corner ngay cái chỗ mà cái metro vô trong mall đó. Thì Vietfest năm nay thì có như văn nghệ, có nhiều chương trình. Bảo lúc nào cũng cần volunteer đó, nên vậy mấy bé nào mà muốn volunteer đó, họ có thể volunteer cho Vietfest. Rồi Bảo sẽ ký cái giờ cho họ luôn for the school. Nếu mà mấy bé muốn we also we also have là cái Vietfest Got Talent. Nếu mấy em nào muốn hát hay là muốn múa, however, we have Vietfest Got Talent and they win, I think they win thắng ngàn á. Ok, nếu mà họ thắng cái đó. Rồi third là bà Bảo cũng có cái Kid Fashion Show, bận mấy cái đồ giống như là đồ traditional của Việt Nam đó. Ok, thì kiếm mấy bé từ chắc từ 4 tuổi tới tới 10 tuổi, mà mấy đứa nhỏ đó. Nếu mà có ai muốn mấy em tận đồ fashion show thì có thể lên vietfest.com ghi danh hay là lấy số điện thoại Bảo, Bảo sẽ cho hết những cái information đó. Nhưng mà quan trọng nhất là mọi người nói hết cho cộng đồng Việt Nam biết là Vietfest là tháng 8, 11, 12, 11, 12 tây nha. Ở Facebook hả? Dạ có, lên Facebook để Vietfest là có trên đó luôn. Ok, nếu không biết phép sao không? Bỏ vào Facebook. Dạ, bỏ vào Facebook group đi. Ok. Yeah. Ok. Any question for Trâm? Mình có câu hỏi nào cho Trâm không? Mấy anh mấy chị? Vậy thôi, cảm ơn Trâm rất là nhiều cho ngày hôm nay nha. Everything to you. Yeah. Bây giờ là